Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh, và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích nhất về bộ môn Tarot cũng như là các bộ môn bói bài, huyền học, tâm linh khác. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục series bài trà, phân tích chi tiết 5 lá tiếp theo trong bộ bài trà. Đó là lá con cáo này, cái chảo nóng, phễu, cái búa của thẩm phán và con cá vàng. Trước khi vào với nội dung bài giảng ngày hôm nay, các bạn đừng quên có thể đặt lịch xem trả lại riêng hoặc là học tarot 1-1 với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh, đặt lịch xem lá số chiêm tinh qua fanpage Chiêm tinh cổ học, hoặc là đặt mua đá thạch anh vật phẩm phong thủy qua fanpage Tiệm phong thủy của Thu Anh. Ngoài ra, bạn nào có hứng thú với gói vận hạn năm 2023 thì có thể liên hệ với mình qua các fanpage nhé. Gói đó được mình sử dụng kiến thức chiêm tinh, bói bài và phong thủy để hợp lại tạo thành một cái gói cho các bạn. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Và nội dung của bài giảng ngày hôm nay, đầu tiên chúng mình sẽ đi vào lá bài con cáo. Hình ảnh một con cáo lấp ló đằng sau bụi cây. Lá bài này nói về cái sự sung túc và đầy đủ, đặc biệt là trong kinh doanh. Ai cũng biết con cáo khá là tinh ranh và khôn ngoan. Người ta thường hay miêu tả một người là cáo già để nói ám chỉ người này tinh ranh và khôn ngoan. Và đặc biệt trong vấn đề tiền bạc, đầu tư, kinh doanh, thì khi mà bạn tinh ranh khôn ngoan thì bạn sẽ kiếm được nhiều tiền. Thì cái lá bài này cho thấy là cái giai đoạn sắp tới bạn sẽ sung túc đầy đủ về mặt vật chất, nhưng mà không phải là từ trên trời rơi xuống, mà là nhờ cái sự khôn khéo, danh mãnh, có phần hơi lươn lẹo của bạn. Ok nhá. Thì thật ra cái việc mà danh mãnh khôn khéo nó cũng không hẳn là xấu. Đấy, miễn là trong một cái giới hạn chấp nhận được. Ok chưa nào? Lá bài tiếp theo là cái chảo nóng. Lá bài này nói về kiện tụng và vấn đề. Hình ảnh là một cái chảo nóng mà bạn để ý khi mà bạn có cái chảo ngập dầu, bạn cho cái gì vào là thường dầu nó sẽ bắn lên, bắn rất là xa, là đau, rát, bỏng, nóng, đúng không? Thì cái lá bài này cho thấy cái khoảng thời gian mà bạn đang xem bài á, bạn hoặc là cái người bạn xem cho sẽ gặp một cái vấn đề khá là lớn, khá là nóng bỏng, khó chịu, đau đớn. Có thể là sẽ bị ai đó kiện, hay là bị đặt điều thị phi. Cụ thể là ai dính dáng đến cái vấn đề này và làm thế nào để giải quyết thì các bạn nên rút thêm những lá bài tiếp theo. Tiếp theo là cái bài cái phễu. Nói về một cái thời gian, giai đoạn mà bạn cảm thấy bối rối và có một cái bài học cần phải học từ cái tình huống này. Hình ảnh là một cái phễu, ở dưới là có cái lọ, có cái chai, cái bình, và ở trên là hạt. Đấy, thì rất là nhiều hạt, nhưng mà cái miệng phễu thì bé, thế nên là mất nhiều thời gian để tất cả các hạt này đi xuống hết cái bình. Thế nên trong cái vấn đề, tình huống mà bạn đang gặp, mà khi mà ra lá bài này thì bạn cần phải kiên nhẫn một chút, học cách bình tĩnh, kiên nhẫn. Và có thể khi phải chờ đợi nhiều quá thì bạn sẽ bị bối rối, khó chịu. Nhưng đây là cái bài học bạn bắt buộc phải học trong cái tình huống đó. Rồi tiếp theo là búa của thẩm phán. Nhắc đến thẩm phán, chúng ta nghĩ ngay đến luật lệ. Và lá bài này cho thấy bạn sẽ dính dáng đến pháp luật hoặc luật lệ. Cụ thể là vì sao lại dính dáng đến, hoặc là dính dáng đến xấu hay tốt, và nếu xấu thì làm nào để giải quyết, bạn nên rút thêm những lá tiếp theo để bổ trợ ý nghĩa cho lá bài này. Cuối cùng là lá bài con cá vàng, nhìn rất là đẹp đúng không? Cá vàng béo mập, bơi trong nước trong lành. Lá bài này nói về một cái giai đoạn mà thu nhập tài chính của cải, sự sung túc đầy đủ tăng lên, hoặc là phát triển về mặt tinh thần, tâm linh. Nói chung là khi mà ra lá bài này thì biết là trong cái khoảng thời gian đó, không quan trọng là thu nhập của bạn bao nhiêu, bạn nhiều tiền hay không, tự bạn cảm thấy sung túc đầy đủ và thỏa mãn với cuộc sống. Có thể thu nhập của bạn chỉ bằng một nửa người khác, nhưng tự bạn cảm thấy thỏa mãn, hài lòng thì tức là cuộc sống của bạn là thỏa mãn rồi. Tức là mình ra sao, mình giàu hay mình nghèo là do mình đánh giá mình, chứ không phải là người khác đánh giá mình. Bạn thỏa mãn với cuộc sống thế là quá đủ rồi. Thì đó là ý nghĩa của lá bài con cá vàng. Rồi thì đó là bài giảng của 5 lá bài ngày hôm nay, rất là đơn giản. Đấy. Và ai cũng biết là trong bài trà thì
thường là sẽ nói về dự đoán các tình huống nhiều hơn là đi chuyên sâu phân tích vấn đề. Thế nên trong một cái trải bài trà, bạn có thể kết hợp với Tarot cũng như là Oracle để cho trải bài chuyên sâu hơn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ và lắng nghe. Mình xin phép được dừng bài giảng hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Đừng quên ủng hộ kênh bằng cách ấn like, theo dõi, bình luận giúp tăng tương tác cho kênh. Đấy, ngoài ra là bạn nào hứng thú với gói vận hạn 2023 thì liên hệ mình qua các fanpage nhé. Bye bye.